Chào ông bà cô chú và tất cả các bạn đang xem trên kênh Ăn Nhỏ Miền Quê. Thì ngày hôm nay nhóm Ăn Nhỏ Miền Quê của mình không có làm món ăn hay là quay cảnh gì hết á. Tại vì bữa nay chị Hồng với chị Hai của mình đến bệnh viện để thăm cháu. Thì trời ở đây cũng đang mưa từ sáng giờ, từ 2 giờ sáng đến giờ là cứ mưa rỉ rải vậy nè. Hiện tại thì ở chỗ mình là 1 giờ á, mà trời vẫn còn đang như áp thấp nhiệt đới á. Thì giờ mình vô khóa cửa để chở chị Hai đi nha. Còn chị Hồng thì chạy một mình. Mình còn mình phải trả chị Hai. Giờ mình đi khóa cửa thì mình đi chị. Đây. Mưa lắc lạnh chết luôn ạ. Xong nói chị Hai không biết chạy xe không? Chạy được mà em không dám ngồi. Nói đại ra vậy luôn đi, giống nữa. Quà này có chị Hồng với chị Hai đem vô cho Duy Thịnh, cho Duy Thịnh vui. Em để ra xe để em khóa cửa mới được. Quà nặng quá chị ơi. Có tấm thêm túi nữa không? Được rồi chị. Giờ cái mưa này hồi nữa chị Hai mặc, để em khóa cửa lại cái đó. Giờ mình vô cổng chắc nó mừng dữ lắm luôn á. Nó mừng à? Nó mừng à. Tội nghiệp. Đi khám bệnh vô cổng mới nhập viện luôn chị. Hôm qua chị tưởng là thấy đi tối quá, tưởng đâu rồi cậu mở về. Trời em khùng ghê không, em quên mặc áo mưa chị. Chị Hồng chắc mặc áo mưa chờ sẵn rồi. Chờ rồi mãi ạ. Hồi sáng trời mưa quá chừng luôn, em có ra ngoài chị Hồng mua bánh gì không vậy úp ra tính ăn. Cái em nói em mặc áo mưa kiểu mới, chị Hồng chỉ cười quá trời, để em mặc cho chị coi nè. Em để mặc áo mưa kiểu mới này gọn đẹp luôn. Gà vậy hả? Đó. Vậy thôi lấy cái kéo cắt một khúc qua dưới luôn. Chị thấy em thiết kế không? Hay. Rồi dắt xe ra đi nè. Rồi giờ tắt máy đi chị, mình ra ngoài chị Hồng rồi mình tiếp tục hành trình nha. Mời cả nhà cùng đi với mình nha. Chị Hồng mới mua màu xanh về chỉ đang quậy vô cây xăng để chỉ đổ xăng nè. Đổ xăng chị. Đổ xăng. Rồi chưa lên. Giờ mấy chị em mình sẽ tiếp tục đi nha. Bữa nay thì mình đi cái đường quốc lộ 60 nhưng mà đường lộ mới, đường cầu Mỏ Cày 2. Giờ mưa cũng bớt rồi á. Mình chạy qua bên trường để mình mua cho mẹ tô bún bò, tại sáng giờ mẹ mới có ăn sáng không à. Nên là mình đi qua cái tiệm bên đây nè. Mình
mình qua đường nha. Mình chạy thêm một đoạn nữa là tới ngay cổng bệnh viện nè. Mình chuẩn bị qua đường để vô cổng gửi xe. Rồi mình đã tới bệnh viện rồi nè. Mình chạy vô đây để mình gửi xe xong rồi mình mới đi bộ trở vô. Thì chị Hồng đã đến trước rồi. Chị Hồng đậu xe ở phía trước mình nè. Giờ mình đẩy xe vô. Mình mở khẩu trang rồi áo khoác. Rồi mình để rồi mình xách đồ vô mẹ. Mình gửi xe xong rồi mình vô bệnh viện nha. Bệnh viện này bệnh viện huyện, bệnh viện Cù Lao Minh. Nơi ở này ở Mỏ Cày Nam, còn mình thì ở Mỏ Cày Bắc. Giờ mình đi bộ đến khoa nhi. Bữa nay mình đi thứ bảy nên là vắng người lắm. Rồi dép nó ướt, nó kêu két két két. Đi đi vô mẹ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nè ăn nè. Dì làm ăn cơm cuộn trong biển chấm với nước tương. Ủa là ngon quá. Ủa dì làm ăn hết luôn á hả? Nay khỏe rồi, mừng hôm qua nằm thêm tiếp à. Ôi ôi. Cô quắt cho sáng á con. Cô cho hả? Cô của bạn đó con. Bạn có tên gì mọi người này? Ngọc Nhiên. Trời ơi hay. Chị có ngành á. Có mua cho anh Bảo con không? Có mua cho anh Bảo con không? Không. Hả? Không dạy cho nó chạy nữa. Con tủ con nó chạy thôi. Bây giờ chị Thịnh có chơi đồ với bạn bên kia không? Nãy chơi, nãy giờ giờ vẫn không cho chơi. Hả? Giờ không cho chơi buồn. Đi. Rồi con để nó xuống chơi đi. Rồi rồi mà hai lại nè. Hay á. Rồi con làm cho nó chạy đi Di Thịnh. Buông ra nó bò mắt không? Con buông ra nó bò mắt á. Mày cua biển hay gì bự dữ gì Thịnh? Cua được chơi. Cua hoàng đế. Cua được chơi. Cua hoàng đế. Nó phải có gì bàn chứ sao có hai bàn. Má cái trời má. Đâu con nói cua hoàng đế làm sao? Hoàng đế. Nói tiếng Quế nữa chứ. Mà con nói nó mấy càng. Con cua. Trời ơi nói tiếng Quế nữa tàu rồi thôi. Quá trời quá đất luôn. Ông qua bạn cái bên vườn hỏi ra bạn nói tiếng Anh nữa. Dữ thiệt. Tại con em con cộng với hung nó lại cho nó đi được. Dạ. Cái giờ mà còn mưa nữa thằng ăn. Dạ mưa quá trời luôn. Chào ba của chú. Mày nói cũng thấy con chuột ta chờ đó nữa con kia. Ờ, con chuột á, con chuột cống á. Chuột keo á, chuột con cơ á. Có phải con cơ nó xíu à, con cơ nó xíu. Hồi nãy con thấy chuột nhỏ xíu à. Chạy đi. Chạy đi mất luôn là vô ngang nè. Cái hang lỗ của nó. À.
Ủa, con bắt nó lại đi để người ta bắt mình thịt à. Ấy trời ơi nhặt giặt mông rồi nay khỏe kìa. Nguy hiểm con ngoài đó. Nãy giờ mình vô để thăm Duy Thịnh cũng khá lâu, cũng giờ này cũng khoảng 4 giờ á. Giờ mấy chị em mình về, ngày nay mưa suốt cả ngày luôn nè, giờ vẫn còn mưa nữa. Thì clip của mình cũng đã hết rồi. Cảm ơn bà cô chú và tất cả các bạn đã bỏ thời gian theo dõi video của mình. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.